Hello, xin chào anh em nhé. Chào mừng em quay lại với channel của mình. Mình đang tìm kiếm một con cao cao Pro Max như thế này. Không biết là có anh em nào sở hữu một con cao cao xịn như thế này hay không. Số người giết được là 29 triệu và điểm tiêu diệt là 2 tỷ ha. Chắc chắn là anh em sẽ thắc mắc là đương nhiên cái con cao cao rồi một con tướng chuyên về đánh man mà giết 2 tỷ 2 nó là cái chuyện bình thường. Nhưng mình chắc chắn với anh em nó là một cái chuyện không bình thường đối với một cái tài khoản có cái số ngày đăng nhập mới như thế này nha anh em. Rồi ok, video ngày hôm nay thì anh em mình sẽ cùng xem về một cái tài khoản với VIP 15 với số ngày đăng nhập liên tục 255 ngày, tại sao con cao cao giết man rợ khủng đến như vậy. Có khả năng là chủ ad dùng cao cao để kéo man luôn này mà, thế nên là cái điểm tiêu diệt nó mới cao đến như thế. Mới 255 ngày đăng nhập liên tục như vậy là mốc VIP cũng khá là cao rồi. Ở đây thông tin sức mạnh tối đa là 46 triệu nè, chết 3 triệu. Điểm tiêu diệt cũng khá là ấn tượng, gần 1 tỷ điểm tiêu diệt đối với một cái tài khoản chưa được 1 năm chơi game mà đã có cái mức điểm tiêu diệt như vậy là rất là ấn tượng rồi đúng không anh em. Nên như thông thường mình đã nói với anh em rồi thì cái mức điểm tiêu diệt thì nếu mà anh em chơi khoảng 300 ngày, có nghĩa là xong KVK3 hoặc là gần xong K3, thì cái mức điểm tiêu diệt của anh em nó rơi vào tầm khoảng 4 đến 500 MQ bon là đã đẹp rồi. Ở đây cái tài khoản này lên tới gần 1 tỷ nha anh em. Như vậy là cực kỳ ấn tượng, cũng thuộc dạng chiến thần rồi đấy. Và ở đây anh em thấy được là ôi, đã mở khóa một đường T5 kỵ rồi nhá anh em. Đây, một đường T5 kỵ rồi nè, cũng mát khỏe đấy. Ok, tiếp đến thì anh em mình sẽ xem chi tiết hơn ở trong nhá. Có skin nhà gì không? Ở đây đa phần thì anh em sẽ thấy có khá là nhiều gói ở trong vòng cuộn nè. Vì đây là những cái skin nhà anh em mua vòng cuộn là nó sẽ có nhá. Rồi ở ngoài thì chắc là anh em cũng thấy được, hồi nãy mình có bấm vào số đơn vị lính rồi. Anh em có thể thấy được là có T5 rồi. Một số tách không 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 quá cần thiết thì chủ quán cũng không nâng nè. Ví dụ như là tách xe nè. Ở đây thì mình nghĩ là 10 trên 10 hết và mở khóa một đường T5 rồi. Tuy nhiên cái bow anh em có thể thấy được là nó khá là thấp, 4 mấy triệu sức mạnh thôi. Thế nên là chủ quán cũng có tìm hiểu về game khá là kỹ, cho nên là những cái tách kỵ, tất bộ, tất cung là đều 1 trên 10, có nghĩa là không nâng nhá anh em. Và chỉ nâng mỗi cái tất kỵ 10 trên 10 thôi. Đây là cũng là một cái cách để cho anh em chơi và anh em để ý. Không muốn cái bow của mình quá cao thì anh em có thể nâng những cái tất mà anh em cần thôi. Còn những cái tất mà anh em không cần, ví dụ đây là cái ạc này chắc chắn là đánh chuyên về kỵ rồi, thì bộ với cung không có chơi thì anh em không cần nâng luôn nha. Thứ nhất là nó sẽ tiết kiệm cho anh em tăng tốc, tài nguyên. Thứ hai là nó cũng tiết kiệm, nó cũng làm cái mức bow của anh em không cao. Thì anh em cũng biết một cái là cái game này ấy, nếu như mà cái bow cao đồng nghĩa với việc KPI của anh em, có nghĩa là cái tần suất hoạt động nhiệt tình ở trong KVK của anh em nó cũng sẽ khác nhé. Bow càng cao thì có nghĩa anh em phải giết được địch càng nhiều, càng gây thương nặng càng nhiều. Thì anh em hay nghe người ta nói về KPI nó là những cái đó nhé. Anh em mình sẽ xem một chút về kho nhé. Tài nguyên ở ngoài mình thấy là còn mỗi vàng thôi. Ngô là thấy hết rồi nè. Chơi kỵ thì anh em sẽ tốn ngô với đá nhé. Đây thì bộ con ạc tăng tốc nhiều phết đấy anh em ạ. Chiến khét thật sự, gần cả tỷ kill rồi. Ồ, mới có mấy 255 ngày đăng nhập liên tục mà anh em sở hữu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 món trang bị cam nha anh em. Và đây anh em thấy được là đang lắp trang bị cho cao cao, có khả năng là kéo man. Còn đánh nhau thì vẫn chưa biết là kết hợp đánh nhau cặp gì. Ghi cũng khỏe đấy anh em ạ, tầm này ngày hai món nổ tài năng đặc biệt này cũng hên nè. Tầm này ngày mà chừng đấy ghi là cũng khỏe rồi. Tượng cam đủ map một con tướng chinh phạt nha anh em, 877 tượng cam, rất là nhiều luôn. Rồi giờ anh em mình sẽ đi xem chi tiết về phần tướng. Ở đây thấy mát cả cao cao, mát một con cao cao thì nếu mà anh em đập chọc vào thì nó lãng phí, mà nếu mà anh em không đập chọc mà anh em mua gói ngày thì nó là tốn tiền đó. Thế nên là mát một con cao cao có khi nó bằng tới hai con mina là anh em ạ. Và đây anh em thấy được là số tượng úp vào cho cao cao nó lên 496 tượng cao cao. Thì cái con số tượng như thế này thì chắc chắn là chỉ có mua gói ngày thôi anh em ạ. Anh em vừa kết hợp là mở chìa mua gói ngày thì anh em mới có thể có được cái số tượng 496 tượng như này. Cao cao nó không nằm trong sự kiện vòng quay và thống đốc nha anh em. Nếu mà mát mina thì có thể là anh em sẽ gọi bạn là dân chơi, nhưng mà nếu mà mát cao cao thì đúng là dân chơi thứ thiệt anh em ạ. Bởi vì như mình đã nói rồi, để mát một con cao anh em phải mua ròng rã gói ngày liên tục trong vòng khoảng 3 tháng nhé nè. Tầm đấy 3-4 tháng tùy cái nhân phẩm anh em mở nữa thì mới có khả năng mát được cao cao. Nhìn sương sương là đã thấy khét rồi.
Và đây, cái điểm ấn tượng tiếp theo ở đầu video mình cũng đã mở cho anh em xem rồi. Số người giết 29 triệu và điểm tiêu diệt người dã man nó lên tới 2 tỷ 2 trong vòng 255 ngày chơi game liên tục, đăng nhập liên tục. Thì anh em thấy được con cao cao này cũng thuộc hàng hiếm. Nếu mà những người chơi lâu thì đương nhiên đối với mình cũng vậy thôi. Con cao cao 2 tỷ 2 là rất là bình thường bởi vì hay dùng cao cao đánh man. Nhưng mà đối với cái tài khoản này nó khá là mới mà cái điểm tiêu diệt 2 tỷ 2 như vậy là rất là đặc biệt nha anh em. Và rất là khó luôn. Có khả năng là dùng cao cao kéo man rồi. Bởi đây, ở đây mình thấy mát cả con dây nè. Mình sẽ xem dây thử nha. Dây có 1 tỷ 6 thôi. Như vậy là cũng dùng cao cao đánh man, kéo man khá nhiều. À, xem con dây là bao nhiêu tượng đây. 673 tượng nè. Như vậy là vòng quay của dây thì không tiêu tốn quá nhiều game vào đó. Mina thì con này dễ rồi. Anh em cứ xác định là mất khoảng 4 củ rưỡi gì đấy là anh em có thể mát được nó thôi. Mát được Mina là dân chơi, và mát được cao cao đúng là dân chơi thử thiệt luôn. Ở đây CM cái này thì anh em có thể tận dụng những cái sự kiện thống đốc nè, mở chia nè, thì anh em cũng có thể nâng được CM. Rồi như vậy con ạc này thì nhìn thấy là có mát 3 con thì mất 2 con. 2 con là rất là nhiều tiền. 2 con cầm nguyên một cặp Mina cao cao này anh em mất khoảng hơn 10 củ rồi nha anh em, chắc chắn luôn. Còn chính xác nó bao nhiêu thì cái chủ ạc mới biết thôi. Bởi vì mở cái rương hàng ngày thì nó tùy thuộc vào nhân phẩm nữa. Mail mét 5511 là đủ đánh trên phạt luôn nhá anh em. Đây mình thấy RC 1111 là bỏ luôn. Saladin cũng 1111 bỏ luôn. Rồi ạc thì nó cũng khá là mới, thế nên là cũng không có nhiều tướng để xem. Còn ở đây thì anh em sẽ có một con Hannibal. Chủ ạc cũng có mua gói triệu hồi luôn nha. Nhiều anh em hay hỏi với cái tài năng của Mina. Mình sẽ tham khảo một cái tài năng của Mina ở đây để cho anh em tham khảo luôn. Đây, mát nhắn xanh nhá anh em. Rồi, cây này thì mình thấy là cũng khá là chuẩn rồi. Đánh nhau ấy, chạy pháo đạn cũng được luôn. Cao cao thì tùy, chủ yếu nó thiên về linh động là chính. Chứ còn nếu mà chủ ạc nâng vầy là để đánh man rợ thôi nhá anh em. Chuyên về mạnh, về man rợ, kéo man các thứ. Chứ còn nếu mà cao cao bây giờ thì thường là những người chơi lâu người ta thiên về di chuyển nhiều hơn. Thì sẽ là cộng cái nhánh linh động, nhánh xanh với là nhánh đỏ nhiều hơn nhá anh em. Nhánh vàng thì cộng mỗi cái nhánh ngựa nòi tới mắt ngựa nòi là được rồi. Rồi, tiếp đến thì anh em mình xem kết hợp tướng. Chắc này nó cũng chả có nhiều đâu. Đánh nhau thì sẽ là Mina với lại dây. Cặp này thì bét đam rồi. K1, K2 thì cũng tạm. Nhưng mà K1 thì đúng là nó bét luôn anh em ạ. Còn đây, đúng như mình dự đoán luôn. Cao cao với dây là kéo man nè. Một đạo cao cao dây kéo man đây. Như vậy là nó chỉ có hai đạo thôi. Một đạo đánh nhau và một đạo để kéo man. Đây thì đang chơi lại KVK2. Cái mùa giải mình sẽ xem một chút, xem mùa trước đánh đấm như thế nào nhé anh em. Giờ nhìn chung là hạt này Q-bon cao. Nếu mà thuộc về dạng với cái số ngày đăng nhập như vậy là rất cao nhé anh em. Cao hơn số phần đông người chơi game này. Một mùa KVK đánh tới 50 triệu. Kinh thật. Dí cũng ác ấy. 50 triệu và chữa lành 21 triệu đánh mát lời nhé anh em. Đánh cực kỳ lời luôn. Và cặp Mina dây anh em thấy được là rất mạnh ở KVK1 và không những là K1 mà ở đây là chủ ạc đánh K2. Nhìn ghép nối tướng là anh em biết rồi, đánh K2 rồi. Mình sẽ chất lại một lần nữa là con CM thử xem là chủ ạc có đánh CM dây hay không. Đây CM dây không có nha anh em, vậy là chỉ đánh một đạo Mina dây. Cặp Mina dây đúng bá thật. Đúng là bét luôn, đánh K2 mà đánh cỡ đấy thì thôi đánh một đạo đấy anh em ạ. Hạt này là đánh một đạo chắc luôn rồi. Cụ ấy thì anh em mình sẽ xem một chút cái gói nạp nha. Mua những gói cơ bản gì không, như lúc trước là thấy mua cao cao rồi cũng hơi khét rồi đấy. Bây giờ thì không mua nữa nè. Chắc có lẽ là đã nhận ra mình đã sai lầm quá nhiều. Đây mình thấy có mua một gói game nhá anh em. Mua một gói game tháng. Rồi, con cao cao này thì mình tin chắc là chắc không có ai mà kiếm được con cao cao này khó như thế này đâu anh em ạ. Rất là khó để kiếm được một con cao cao hàng xịn như thế này. 255 ngày giết hơn 2 tỷ điểm man rợ. Và thêm một cái nữa là anh em có thể thấy được, chắc chắn là chủ ạc đánh một cặp Mina với lại dây có thể kiếm cái lượng kill cực kỳ cao như thế. Ok, anh em nghĩ sao về tài khoản này, anh em cũng có thể để lại một bình luận dưới video nha. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn anh em đã xem video và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Bye bye, xin chào anh em.